nhiêu chị? Lương em 10 củ. Ghê ta, chị 10 củ chứ ạ? Chị lương 10 củ đó, thật mà. Em hỏi đó thôi. 10 củ thì... Gấp 2, 2 tính là gấp 2 chứ gì? Nhân 3. Ôi, em biết rồi sao hỏi chị ạ? Không. Nhưng mà cái công ty này nó tính lương cơ bản. Ờ, đúng rồi, thì tính lương cơ bản. Lực nào vậy? Chứ tính thì sao? Thế thì người ta làm gì? Một ngày bình thường em thì biết bao nhiêu rồi không? Ai biết? Thì chị tính 10 triệu chứ 2 cháu ra. Ủa là họ cũng ba làm lại như 3 ba ngày. Anh ba nó làm 2 triệu. Chị còn hơn em á. Ở đây công ty này tính lương bọn chị còn hơn trả tiền em luôn á. Em đi làm là em thu đó. Em đi làm là thu không? Thu chứ. Rồng đấy. Rồng lên. Tụt này chuẩn bị thành cục tấm rồi. Em kéo được không mà? Lực không mà lo vậy, thấy ốm vậy chứ lực không à? Bỏ la đi. Lạch hai vợ chồng năm nay đi chơi không ông kia chỉ em để tặng hai viên viên như vậy nè qua đi tặng đâu kéo lên chứ mày đi đúng không dễ hả dễ đó có đi khách xong rồi tự dễ lên đựng gì ta? Vậy xong là mình dán cái mình ship cái hộp lại là được hả? Chứ đâu cần dán gì nữa không? Hả? Ừ, nhìn là cái thằng cu kia nó mà chịu đựng giỏi đấy, nó mà chịu đựng ngoài vậy thôi. Đâu đây mà ai lại nhận nhận được người là ai bỏ đấy. Sao ạ? Công việc khó khăn phải nhờ phải chịu đựng hả hay sao mà ai nhằn nhằn là bỏ đi liền rồi. Nó chạy không nói mà hồi nãy là anh đau bụng phải không hay là tại có việc nó đi về nó mỏi á mỏi tay em cũng gờ tay rồi mà cứ lên là bắt buộc thì đói người đổi người tí nữa rồi đổi lại tiếp. Đó là tôi đi giá cái này rồi.